Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn mẫu đèn pha tốt nhất dành cho tàu thuyền đi biển, đó là mẫu pha thấu kính lồi công suất 400W, chuyên thay thế các loại bóng cao áp, bóng siêu, bóng halogen. Sở dĩ mà mình nói mẫu này là cao cấp tại vì linh kiện lắp đặt của nó là chip Philips Lumileds 3030. Cục nguồn cũng là Stadium 200W của Philips cho giải điện áp rộng, không bị nhiễu sóng, rất thích hợp cho anh em đi tàu biển. Ngoài ra thì nó còn được lắp đặt cục chống sét 10kV SP1 của Philips. Đây là hộp nguồn của đèn sau khi hoàn thiện. Con này thì đưa vào máy đo thì chuẩn 400W nên độ sáng và chất lượng thì không cần phải bàn, không cần phải nghĩ luôn. Đèn sau khi hoàn thiện thì nó nặng tới 9,5kg, vỏ chuẩn loại 1 nha các bạn. Mặt trước thì gồm 8 ly lớn như thế này. Con này thì ưu điểm của nó là chuyên rọi xa và tỏa rộng. Mặt sau là những lá nhôm tản nhiệt rất là dày nên cho thời gian hoạt động bền bỉ, êm ru, không lo bị nóng. Tuổi thọ của con này cực cao và bảo hành chính hãng theo hãng là 3 năm nha các bạn. Anh em nào cần tư vấn hoặc cần test thêm mẫu thì có thể liên hệ bên mình. Ok.